Các bạn thân mến, đây là quá trình bắt chim non ra để bón của thao chim cu gáy. Các bạn thấy đấy, đây là con chim đúng tầm 10 ngày các bạn bắt ra các bạn bón. Thì những con chim như này chúng ta bón thì nó sẽ yên tâm. Cái phần lông của nó tầm như thế này, nó gọi là tòe lông chim. Bây giờ các bạn mua những đôi chim non như này về bón thì gọi điện cho mình. Số điện thoại là 0163 5305 982. Đây còn một con nữa. Các bạn thân mến, đây là một con chim non và đã đến cái tầm đẹp nhất để mình mang ra mình bón. Thì có một số bạn bảo là bắt chim tầm nào thì được, thường là các bạn nhìn ở ngoài thiên nhiên các bạn thấy nó đang ấp thì đến ngày thứ 17 các bạn bắt. Các bạn những ngày thứ 17 bắt thì có thể là hơi non hoặc là nó sẽ không bị bay mất. Đấy là kinh nghiệm mình trả lời luôn. Bởi vì nếu như là lớp 12 ngày mà cộng thêm 5 ngày nữa thì chim nó cũng đã đủ bón được rồi. Và khi các bạn đang thấy đang ấp, nó đã ấp đi đến ngày thứ 12 cộng với nó ấp đến ngày thứ giả sử ở ấp đến ngày thứ 10 thì cộng với 17 ngày 27 ngày thì thực ra là có thể nó bay chuyền hoặc là nó già thì các bạn vẫn có thể bắt được, đuổi bắt được, nhưng mà ít nhất là phải 5 ngày đổ đi thì các bạn mới bón được. Đấy là cái suy luận của mình. Những con chim như này là con chim rất là quý ở cái trại chim Vũ Văn Thao. Thì vừa rồi mình vừa bắt con to ra để bón. Bởi vì sao? Bởi vì cái con to này là nó đến cái ngày rồi. Như này ở mình gọi là tòe đông chim. Tòe đông chim đấy, răng nược này. Răng nược, hết phần răng nược này. Hết phần răng nược thì các bạn thấy là cái khi cái bả cánh của nó tòe ra như thế này thì các bạn bón thì là vừa tầm nhất. Loại này nó ngây ngô, nó chưa ra nghe thế nào cả. Thì nếu mà các bạn để thêm vài ngày nữa thì các bạn đưa tay vào nó sẽ tớp tớp, nó phản xạ với con người. Như thế này thì các bạn bón thì nó cũng đã đủ lông rồi, nó đã đủ ấm trên cơ thể rồi. Tất nhiên tối các bạn có thể thắp điện cho nó xa một chút. Còn các bạn bón tầm này thì sau này nó lên chim khách rất là thuần. Và kể cả nó rất là dạn con người. Bởi vì cái ký ức của nó không có bố mẹ. Và nó sẽ coi con người là bố mẹ để cho ăn, rồi nó sẽ bay theo. Một trong những cái kinh nghiệm là như vậy. Khi chúng ta bắt như thế này thì cái ưu điểm thứ nhất là chúng ta sẽ tạo được con chim thuần. Thuần ngay từ nhỏ. Và tự bón cho quý vị các bạn. Nếu như ai ở thành phố mà không có thời gian bón thì có thể đặt tiền hoặc là thỏa thuận với bên mình. Theo yêu cầu thì mình sẽ bón giúp cho các bạn từ giai đoạn này cho đến lúc biết mổ. Đến lúc biết mổ rồi thì mình sẽ giao bán và chuyển cho các bạn theo đúng yêu cầu. Đó là cái uy tín của trại chim Vũ Văn Thao. Thì hy vọng rằng từ clip này thì sẽ có rất nhiều những bác cao tuổi hoặc những bác ở những thành phố khác nhau, đặc biệt là ở miền Trung, miền Bắc. Các bác có thể vì các bác về hưu bây giờ các bạn muốn tìm thấy một cái niềm vui trong cuộc sống thì các bác có thể đặt của Thao, của cháu Thao một cái thỏa ước là các bác cháu Thao sẽ bón những con chim như thế này đến lúc nó biết tự ăn thóc. Và các bác sẽ phải trả cái phí là chăm sóc lúc bé nhỏ như thế này, nhưng mà được đổi lại thì các bác sẽ có được con chim đúng nghĩa là con chim cu gáy để bầu bạn với các bác. Kính thưa các bác, cái clip này thì nó không có mang tính chất gì khoe khoang gì cả, mà đây là cái clip thứ nhất là để cho anh em khác biết là nên bắt chim tầm nào ra để bón. Và clip sau thì mình sẽ hướng dẫn cái cám và cái công thức cám bón như thế nào và cách bón, cũng như là một số cái lưu ý trong quá trình bón và cách để tập cho nó
biết ăn và cách huấn luyện chim. Cái chủ đề chim cu gáy hay của Thao thì rất là đa dạng. Mỗi một ngày mình sẽ đăng một cái nội dung khác nhau theo tùy cảm hứng, bởi vì mình cũng có thời gian phải chăm sóc chim và chuyển chim đi cho các bạn ở xa. Rỗi ra thì mình sẽ thấy cái gì nó nhiều người hỏi và thấy nhiều người quan tâm thì mình sẽ đăng và sẽ chia sẻ với mọi người. Quý vị các bạn muốn giao lưu, chia sẻ hoặc là mua những con chim chuẩn, chim giống thì hãy liên hệ vào số điện thoại là 01 63 53 05 982 của Thao Chim Cu Gáy ngoài Bắc, và số tài khoản để tiện giao dịch là Ngân hàng Nông nghiệp Agribank, chủ tài khoản Vũ Văn Thao, số tài khoản là 22 10 205 156 681. Mình xin các bạn là số tài khoản là 22 10 205 156 681, với cái địa chỉ là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh của mình để tiếp tục đón nhận những video mới. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video sau.